Chỉ là nói mấy câu, liền bị cha chồng đánh tới thổ huyết. Sau khi phụ thân kiếm tiên của nữ nhân hiện thân, trực tiếp một kiếm đánh con rể cắm mặt xuống đất. Cha chồng nữ nhân lập tức ra chất vấn, lão kiếm tiên chỉ biểu thị phải hào hảo cùng bọn hắn tính toán. Tính cái củ cải, con gái của ngươi tùy ý trên chân quyết sách của gia tộc, chính ngươi không dạy tốt, ta thân là cha chồng của nó, thay ngươi quản giáo một chút thì sao? Từ khi nào, con gái của tôi chiều phong ta, cần mặt lợn ngươi đến dạy, ngươi ngay cả nhi tử mình còn dạy không tốt, còn có mặt mũi nói ta? Ta thấy hai người kẻ tám nặng người nửa cân, đều không dạy dỗ tốt con mình, coi như xét đến cùng, Diệp gia cũng không có tư cách giáo huấn nữ nhi của người ta. Năm đó liếm láp mặt luân phiên lên núi cầu hôn, Tô Triều Phong bất đắc dĩ mới một phần thừa nhận cái hôn sự này. Hiện tại gia tộc phát triển, lại bắt đầu ghét bỏ nữ nhi người ta không hiểu chuyện. Ta đã thương nữ nhi ngươi là ta không đúng, bất quá ngươi cũng đánh nhi tử ta, cũng coi như hòa nhau đi. Ngươi nói hòa nhau liền hòa nhau sao? Ta có thể đẩy ngươi lên, cũng tương tự có thể đẩy ngươi xuống. Nữ nhi của ta cũng dám đánh, ta thấy ngươi là sống lâu quá phát chán rồi. Đại ca, chạy mau, ta nhất định phải đối mặt một kiếm này. Nếu có thể để hắn hết giận thì tốt, một khi hắn thực sự muốn giết, toàn bộ Diệp gia đều xong đời. Phụ thân, mặc dù hai đứa con trai của ta và Diệp Cần vừa bởi vì hắn khoanh tay đứng nhìn mà chết, nhưng đây là phụ thân của hắn, một khi thật sự giết thì chẳng phải trở mặt thành thù sao? Lại phải mất đi một người thân. Phụ thân, Diệp Thiên Khải, nữ nhi của ta thiện tâm nhớ tình thân cũ, lần này liền xem như một lần cảnh cáo. Nếu như lại để cho ta phát hiện xảy ra chuyện như vậy lần nữa, ta sẽ khiến cho toàn bộ gia tộc các ngươi máu chảy thành sông. Diệp Cần, hôm nay trưởng bối hai tộc chúng ta đều ở đây, chuyện giữa chúng ta cũng nên hào hào nói chuyện một chút rồi. Giờ khắc này của Nhiên vẫn là tới rồi sao? Nếu như rời đi, ta có thể để cho nàng cảm thấy vui vẻ, dù cho ta trở thành trò cười cho người trong thiên hạ cũng không quan trọng. Nàng nói đi, ta muốn ly hôn. Ta không nghe lầm chứ? Đừng cự Bắc Đại Ma Vương, hôm nay vậy mà để cho thê tử từ bỏ mình. Nghĩa phụ, người thấy thế nào? Ta thấy thế nào? Ta thấy chúng không mất vài năm nữa sẽ hòa giải. Ngươi nhìn bộ dạng hàm tình mạnh mạch của nó kia. Ta đại nạn sắp tới, mặc dù Diệp Cần bất tài, nhưng ít ra đối với nó nghe lời răm rắp, cũng coi như miễn cưỡng đáng để phó thác. Không nói chuyện này, tình huống bên kia thế nào? Hắn đi rồi, trước mắt hết thảy bình thường. Đi thì tốt, cho chuyện này xử lý xong, kiếm các ta liền giao cho ngươi đi. Nghĩa phụ vì sao không truyền cho tiểu thư? Ta nguyện ý toàn lực phụ tá, giao cho nó. Đoán chừng không đến mấy năm, sẽ hoàn toàn biến thành Diệp gia. Diệp Cần, tranh thủ thời gian cúi đầu nhận sai, chuyện này coi như qua. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở thành người cô đơn sao? Đúng vậy, nói thế nào hai người các ngươi cũng có mấy trăm năm tình cảm, sao có thể nói ly là ly? Cúi đầu nhận sai cũng không là chuyện mất mặt gì. Lão phu ở nhà cũng thường xuyên quỳ, he he. Đã từng có lúc ta một lòng vì Diệp gia nỗ lực, cả đám đều chất vấn ta, bây giờ ta phải đi, từng tên lại không nguyện ý. Diệp Cần, nếu ngươi là nam nhân, thì hãy ký vào tờ thư này. Ngươi căn bản không xứng làm phụ thân, ngươi hại chết hai đứa con ta, ta cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhất định phải như vậy sao? Ta cố gắng nửa đời, không ngờ đời lại chính là kết quả như thế này. Hỗn trướng, đại trượng phu trên đời, há có thể để một nữ nhân trói buộc? Ngươi xem dáng vẻ của ngươi bây giờ xem, chỗ nào còn có nửa điểm khí độ nhi tử Diệp Thiên Khải ta nên có. Ngươi còn trẻ, chết mất hai nhi tử thì thế nào? Sinh thêm mấy đứa cũng không phải việc khó gì. Ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Lúc đại ca chết, ngươi không lộ ra một chút sự đau buồn nào. Lúc nương ta chết, ngươi càng không để ở trong lòng. Chẳng lẽ tâm của ngươi làm bằng sắt sao? Diệp Cần vĩnh viễn sẽ không biết Diệp Thiên Khải đằng sau vì hắn bỏ ra bao nhiêu. Diệp Thiên Khải cũng không trông cậy Diệp Cần có thể hiểu được hắn, trong lòng chỉ là đang cảm thấy lo lắng cho tương lai của Diệp Cần. Nếu ta chịu cúi đầu đi nhận sai với Tô Triều Phong, có thể hay không được hắn tha thứ, để nữ nhi trở về Diệp gia. Diệp Cần, năm đó ta không nhìn chúng ngươi, hiện tại vẫn như vậy, ngươi tranh thủ thời gian tốc độ rời đi đi. Lão thông gia, hai tử còn nhỏ, ai thông gia với ngươi? Cả nhà các ngươi mau chóng rời khỏi kiếm trì lĩnh vực của ta, chậm là ta không chịu trách nhiệm đâu. Người này thật sự là khó chơi. Không tốt, hắn muốn vây giết các tộc chúng ta ở đây. Sớm biết thì không đến giết Diệp Thu rồi. Lão kiếm tiên không hổ là thần tượng của ta, hắn vậy mà thật sự muốn đem những hung thủ tham dự vây quét Diệp Thu này giết hết. Các siêu cấp đại tộc 3000 châu thế nhưng tất cả đều ở đây, hắn chỉ có một mình liền dám làm như thế.